Anh chị cứ tưởng tượng như bây giờ ví dụ như mình bị đau chẳng hạn, mình đang rất là đau bụng, xong là bây giờ mình đến mình gặp ông bác sĩ, ông bác sĩ ông ấy mình bảo cháu ông đau bụng quá, ông bảo cứ ngồi đây uống nước á, sao thế, nhà ở đâu, đang làm công việc gì, có gia đình chưa, thế xong người ta kéo gần khoảng khách, người ta kết nối với mình, thì như thế các bạn có thích không? Rồi cái tư duy nữa trong bán hàng đấy là ai là người năng lượng cao thì là người chiến thắng. Có bao giờ gặp cái tình trạng là mình vào mình chọn quần áo xong rồi nhân viên nó cứ đi theo, nó lù đù, nó chả nói gì, nó cứ đi theo mình không? Khó chịu không anh chị? Nhiều khi mình thấy đẹp nhưng mà thôi, ngại, chả muốn mua. Nhưng nếu như mà vào một cái cửa hàng, mà cái cửa hàng đấy là thực ra là quần áo nó cũng không đẹp lắm, nhưng mà cái đứa nhân viên nó cứ đi theo mình xong rồi nó bảo là chị ơi để... đây đây này, chị này có cái bộ này đẹp này, bộ này rất là hợp với dáng của chị này, đây chị thử bộ này đi em lấy cho, với chị đưa đây đưa túi đây em cất cho, chị ơi chị đây chị uống ngụm nước cho đỡ khát đi, xong rồi chị chọn đồ đấy, xong rồi nó đi từng từng quầy với mình, nó tư vấn rồi nó lấy ra nó ướm rồi nó hỗ trợ mình, rồi nó vui vẻ, nó niềm nở, chị cứ thử đi, không lấy không sao cả. Thì khi đấy vào mình thử cho dù nó không hợp không thích thì mình có mua không anh chị? Để ủng hộ đúng không? Thì đấy là trong bán hàng ấy, thì mình nhiệt tình với khách hàng bao nhiêu thì khách hàng sẽ đáp lại mình bấy nhiêu. Và ai là người có năng lượng cao hơn thì người đấy sẽ bán hàng tốt hơn, sẽ chốt khách tốt hơn. Còn có những chỗ mà vào là nhân viên là quần đùi quần cộc, xong nó cứ dí mắt vào cái điện thoại, xong là mình hỏi là thế ở đây có cái đồ này đồ kia không, thì nó bảo là anh cứ xem đi, thế tụt cảm xúc luôn. Rồi tư duy tiếp theo, có một cái tư duy bán hàng không biết các bạn đã được nghe chưa, đấy là bạn bàn bán. Cái quy trình mà làm bạn trước ấy thì cái quy trình đấy nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của chúng ta, và chúng ta thực sự là chúng ta làm việc nó không hiệu quả. Anh chị cứ tưởng tượng như bây giờ ví dụ như mình bị đau chẳng hạn, mình đang rất là đau bụng, xong là bây giờ mình đến mình gặp ông bác sĩ ông ấy mình bảo cháu ông đau bụng quá, ông bảo cứ ngồi đây uống nước á, sao thế, nhà ở đâu, đang làm công việc gì, có gia đình chưa, thế xong người ta kéo gần khoảng khách, người ta kết nối với mình, thì như thế các bạn có thích không? Thì khách hàng của chúng ta khi họ gặp vấn đề ấy, họ cũng đúng cái tâm trạng như thế luôn. Bây giờ tôi đang cần giải quyết cái vấn đề, cần giải quyết cái nỗi đau của tôi không cần bạn làm bạn, bây giờ là tôi cần là bạn phải giải quyết vấn đề trước đấy. Nên là tư duy của người bán hàng hiện đại ấy, là làm sao để giải quyết vấn đề cho khách hàng trước, làm sao phải bán được cho khách hàng trước. Mà khi bán được rồi ấy, thì khách hàng sẽ làm bạn của mình, họ sẽ phải tương tác với mình nhiều hơn, lúc đấy thì mình mới có cơ hội để mình thể hiện mình nhiều hơn, mình kết nối khách hàng nhiều hơn. Cho nên là tư duy là gặp khách là làm sao để bán cho họ trước, cố gắng để bán, nỗ lực để bán, để biến họ thành khách hàng trước, rồi sau đó thì làm bạn là quá trình sau. Anh chị mà đi mua những cái sản phẩm giá trị lớn cũng thế thôi đúng không, ví dụ mua xe ô tô hoặc mua nhà, nếu như mà cái bạn sale đấy bạn ấy bán được cho mình thì có phải là mình với bạn ấy sẽ có cái cuộc trao đổi qua lại, có khi lại trở thành hai cái người bạn rất là thân đúng không? Rồi một cái tư duy nữa trong bán hàng. Một tư duy nữa trong bán hàng. Rồi Đức có một cái phong bì này. Bao nhiêu anh chị sẽ trả cái phong bì này 200 nghìn? Bỏ ra 200 nghìn để mua cái phong bì này. Đâu? Đây, lên đây, lên đây. Trả đưa 200 nghìn đây. Em cứ mua trước đã. Ok rồi, cảm ơn em. Em phải đút củi vào lò trước đã. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Đây, bán một cái phong bì không được 200 nghìn. Rất là tuyệt vời. Ơi, một tràng vỗ tay cho bạn. Cảm ơn em rất nhiều. Xin mời em về chỗ. Không có gì luôn. Bởi vì bài học nó diễn ra sau đấy. Đấy, có một người mua thôi anh chị, đúng không? Thôi, bài học ví dụ thôi. Rồi, đây, ai mua cái phong bì này 200 nghìn? Ai mua 200 nghìn? Rồi em dai vừa mua phong bì không 200 nghìn, thế bây giờ có mua cái này 200 nghìn không? Có, lên đây. Rồi cảm ơn em. Đây. Bây giờ em lại mua 200 nghìn. Đúng rồi, trả đây 200 nghìn. Rồi, chúc mừng em. Cảm ơn em. Chúng ta về chỗ. Tức là khi mà chúng ta bán hàng á, lúc trước là Đức hỏi là cái phong bì này có ai mua không, thì vẫn may là có
có bạn bạn ấy mua. Thường trong các chương trình khác hỏi thì không có ai mua đâu. Mà nếu như mà là một người khác lên đây dơ cái phong bì không đấy thì chắc là không có người mua. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn cho vào đấy tờ 500 nghìn mà bán có 200 thì người ta sẵn sàng người ta mua cái đấy 200 luôn, đúng không anh chị? Thì ý muốn nói ở đây là khi mà chúng ta bán hàng ấy thì chúng ta phải cho khách hàng thấy lấp ló cái giá trị đằng sau cái sản phẩm thì người ta mới mua sản phẩm của mình. Còn nếu như các bạn bảo tôi có sản phẩm tốt lắm, các bạn mua đi, người ta không mua đâu, người ta không biết giá trị, người ta không mua. Ví dụ bây giờ Đức bảo anh chị là bây giờ chị Huệ chị có khóa setup chuỗi, khóa học cực kỳ hay. Ở đây một số anh chị học setup chuỗi rồi đúng không? Rất hay đúng không? Ra rất nhiều tiền đúng không? Nhưng bây giờ bán 2 triệu anh chị có mua không? Đây bây giờ chị Huệ mà bán khóa đây 2 triệu anh chị có mua? Đấy, vẫn có những người không mua mà. Bởi vì thực sự là họ không hiểu đằng sau đấy là cái gì, không biết cái giá trị đằng sau đấy là cái gì, bộ bán rẻ không mua. Cho nên các bạn đừng tự hào là mình có cái sản phẩm tốt. Sản phẩm tốt mà không được giới thiệu, không được bán hàng, không được chia sẻ, không được marketing, người ta chả hiểu đấy là sản phẩm tốt, thì các bạn có bán rẻ người ta cũng không mua, nên là mình sẽ không bán được hàng. Đấy, cho nên là anh chị em chúng ta vẫn phải tập trung vào bán hàng. Đấy, doanh nghiệp của mình có sản phẩm tốt, có quy trình tốt, có dịch vụ tốt thì hãy tìm cách để show ra cho khách hàng thấy những cái điều đấy là tốt. Đấy, phải cho khách hàng lấp ló thấy giá trị nhá. Cái từ lấp ló giá trị từ đấy là từ key ấy. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.